Đây bầy Phú Quốc 5 con. Mới tiêm mũi 1 của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Rồi thì hai em luốc rồi nha. Đây mình tuyên bố là hai em luốc là mình đã tiêm phòng rồi, nội dung rồi. Thì bạn nào mà muốn bắt về trong nhà giữ vườn á thì cứ chạy tới trại mình. Hai em luốc đó. Đã tiêm phòng rồi nha. Thì đổi một bao cám thôi, bao cám tiếp thì nó khoảng 500 mấy chục ngàn á. Các bạn cứ chạy tới chạy rồi bắt rồi đổi thôi. Bao cám đổi một em chó đã tiêm chuẩn rồi. Sổ dung và tiêm mũi 5 bệnh rồi nha. Mới tiêm luôn.